Do tình hình dịch bệnh COVID-19, thưa quý vị, đến nay, Việt Nam đã chữa khỏi hơn 863.300 ca mắc COVID-19. Trong số các ca đang điều trị, có đến gần 4.000 ca nặng, cao hơn so với vài ngày trước đây. Đến nay, tổng số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.021.493 ca, trong đó có 860.494 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 3 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Yên Bái, Bắc Cạn và Cao Bằng. Tổng số ca được điều trị khỏi là 863.311 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.947 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.082 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 98.930.571 liều, trong đó tiêm một mũi là 64.322.087 liều, tiêm mũi 2 là 34.608.484 liều. Riêng tại thành phố Cần Thơ, ngày hôm qua ghi nhận thêm 342 ca mắc mới COVID-19, có 2 trường hợp tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện là 129 người. Đến nay, toàn thành phố có 95,7% dân số trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó 36,8% đã tiêm đủ 2 mũi.